Chào bạn trở lại kênh Cây Trồng TV. Hôm nay thì mình tiếp tục mình cập nhật dưa leo Nam Việt 399. Này là ở Càng Đăng, Châu Thành, tỉnh An Giang đó. Đây là Nam Việt 399, hái được 4 ngày. Thì dưa này thì nói chung đất này đất cũ nè, đất này bằng 7-8 năm rồi đó. Bởi nó là vàng lá, nó nói chung là không được bóng quá bóng. Thứ hai là tùy theo cách người mần khác nhau, nó sẽ lên cái dàn dưa khác nhau. Thì hôm nay thì nên đợt này thì thời tiết giao mùa nó sẽ đi cái dây cái nó sẽ đi bông đực nha. Nó sẽ đi cái dàn chèo, nó sẽ đi bông cái. Còn cái giống yếu thì nó đi cái bông đực rất là nhiều luôn. Còn đây là dàn trái dưới nè, hái được 4 ngày. Dàn nụ đó. Thấy nó cũng ít công, ít dạt. Giống này thì đặc tính của nó thì trái lai gai chứ không phải mà nó quá gộ luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ nó đậu với nó nuôi trái thì mình thấy nó ok, tại vì cũng có nhiều anh chị trồng đó. Nói chung là nó cho phản hồi rất là tốt. Trái nó không quá gộ nhưng mà được cái nó lai gai rất là đều. Bởi nó có độc tắn và nó có năng suất. Thì thằng này mình thấy cũng như 659 vậy đó, nó lai gai nhưng mà nó đạt độc tắn rất là cao, thì nó bền, nết dạt hơn những giống đậu trái quá cao đó. Thì giống này thì hợp với những anh chị trồng phân thuốc nói chung là trung bình khá đó, kỹ thuật yếu, trồng những nó có năng suất, tại vì nó dễ làm, nó cũng ít bệnh nữa nè, ít bệnh sương mai hơn, tại giống của nó cũng giống mới. Này thì đưa vô thời tiết giao mùa mà giống, nói chung giống này nó đạt tỷ lệ đậu cao thì nói chung là giống nó rất là mạnh, nó còn mới thì nó mạnh. Thì đa phần là vậy, mình nên tìm những giống mới mình trồng thì nó sẽ đạt năng suất hơn những giống cũ, giống quá cũ. Thì bạn nào có nhu cầu trồng Nam Việt, các dòng Nam Việt 399, dạng 87, các dòng hoa sen thì liên hệ với số điện thoại của mình 0944 3057. Mình sẽ tư vấn giống, tư vấn kỹ thuật hợp lý cho bạn trồng vào các mùa, các giống hợp mùa nào đó thì bạn liên hệ mình. Thôi chào tạm biệt các bạn nha.